Hello Hôm nay là bao giờ ra anh em? Là bao con đã báo nha anh em. Đấy, tàu lớn cho luôn anh em. Hôm nay vốn một mờ nha anh em. Hôm nay thì anh em cứ nghe tôi. Đầu tiên anh em đi nhỏ thôi nè. Đi nhỏ thôi nè. Cái nữa rồi ok anh em. Bạc ô tô luôn anh em. Anh em kiếm cơm cơm gạo thì theo thôi anh em. Anh em chơi thì lên đây giúp mình lụng nha anh em. Cả phát lọc hàng ngày đầy đủ dưới bình luận hết nha anh em. Hôm nay thì trứng vàng là cao nhất anh em, xong tới màu đăng anh em. Cho anh em con nhỏ vào đây lụm xong mà nghỉ anh em, đừng ráng chạy với nó nha anh em. Đấy, cứ một cái đây là mất một trứng anh em. Anh em cứ từ từ bình tĩnh, vừa vào để cho nó tới, nó nuốt một tí này mà. Đấy, vàng kìa nè. Ngon chưa nè em? Cỡ gì mà không ngon em? Ngon chán nè, ngon chiến sĩ nè. Anh em cứ bình tĩnh. Phát này cũng ngon em ạ, gần 2 sĩ nữa. Anh em cứ chơi hết màn một mà lời thì anh em nghĩ nha anh em, không cần phải qua tới màn 2 đâu anh em ạ. Anh em chơi thì mình để dưới bình luận cho anh em nha. Có phát lọc, phát coi gian, phát code hàng ngày thì cũng ở dưới bình luận nha anh em. Anh em cứ vào, vào nhắm là có phát coi, phát code hàng ngày cho anh em nha anh em. Đấy, phát này ngon nha anh em. Ui, 18 sợi nè mà. Cái nem vốn nhỏ cứ tàn 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 cứ vào như mình thế này mà. Rồi anh em thắc mắc anh em cứ hủy auto. Hủy auto rồi anh em lên mức cự luôn nha anh em. Rồi lẹp auto nha anh em. Có lãi thì mình nghỉ nha anh em. Ăn ngon em ạ. Gần 4 sợi nữa. Anh em mình cứ kiếm được qua ngày thì như vậy được rồi anh em. Cứ kiếm gạo qua ngày thôi anh em. Anh em chơi thì mình để dưới bình luận cho anh em nha anh em. Có nhóm phát cốc cả hàng ngày đó anh em ạ.
thấy màu đen là to anh em ạ. Về phát này to nhé, hai một mời nha anh em. Chắc hai tầng một này cũng nghỉ luôn á anh em ạ. Cứ vòng một hai, vòng hai gì mình cứ mình chơi mình lại mình nghỉ nha anh em, đừng rắn chạy nhó nè, cứ có lãi là mình nghỉ thôi, không chạy nha anh em. Toàn trứng không, nhưng mà không có ăn anh em à. Để xem qua mình thay để làm phát to thì nghĩ nha anh em. Bắt đầu qua bằng hai nữa anh em, vào to phát thì nghỉ nha anh em. Hơi rưỡi xị anh em ạ. Đấy, ui năm mở anh em, lại vào anh em ạ, làm một tí nữa rồi nghỉ nha anh em, quá đủ rồi anh em ạ, không ngờ luôn anh em ạ, tạo tay lấy kinh điểm anh em, tài này hơn ba mà, cái màn hai thì thường là nó to lắm anh em, màn một thì anh em cứ cực nhỏ thôi, qua màn hai rồi anh em sẽ cực lớn. Nha anh em. Đấy, hơn 2m, gần 3m, gần 3 sậy nha anh em. Không sao anh em, hiện tại là mình đang lãi nè, mình cũng tính để cho anh em coi thôi, không thì mình áo ra mình đang lời với anh em, áo ra nghỉ nha anh em, mai chơi tiếp, anh em cứ lụm được rồi thì nghỉ mai chơi tiếp nha anh em, thằng cái hai bé đó làm gì nha anh em. Đấy, cái này gương màu đăng là nó ăn to lắm nha anh em, màu đỏ thì cũng chả bao nhiêu nhưng mà có hơn không anh em, 50 100, ui đây nè anh em, đấy lụm phát nữa nè, phát này cũng to nha anh em, đấy lụm hơn 6m nha anh em. Anh em vẫn nhỏ nghe tôi cứ vào đọc báo nha anh em, cứ vào đọc báo là lụm nha anh em, không mình cần phải chơi hết màn hai luôn em ạ. Nhưng bây giờ mình lãi rồi mình nghỉ được rồi nha anh em. Tôi không tải phòng xong nghỉ nha anh em. Hôm sau thì anh em lại nha. Tiếp tục mình chơi vòng hai nha anh em, màn hai nha anh em. Còn hôm nay nghỉ nha anh em. Hôm nay có lãi rồi nha anh em. Ui, phân lụm kìa anh em, phát này mà hơn 2 sậy anh em ạ, lại 7 mà, xem hôm nay coi cái nó nhả tới đâu nha anh em, nhưng không chơi hết bằng 2 nha anh em. Đấy, phải to nhưng mà hết. Đấy, phát này vẫn ngon luôn anh em, hơn 2 sậy anh em,
Đấy, thì anh em xem có nhỏ và ông này ổn không nha anh em. Anh em vào chơi thì dưới bình luận nha anh em. Vậy nha anh em. Được rồi. Hôm sau mình lại tiếp tục cái mạng 3 nha anh em. Có thời gian mình sẽ làm mạng 3 cho anh em chơi nha. Vậy nha anh em. Ui. Phát này nghỉ gần 1 năm đó nè. Thế là ngon quá rồi, nghỉ nha nè. Chào anh em.